Chào cả nhà. Hôm qua thị trường có một cái phiên đi ngang phục hồi nhẹ. Thì hôm qua chỉ có một cái đợt bán khá khá, còn ngoài ra thì nó tương đối cân bằng. Tương đối cân bằng. Cái dấu hiệu hôm qua nhiều cái cổ phiếu giảm trước, nhiều cổ phiếu giảm trước này, dường như là nó không hề giảm, nó đi ngang thôi. Thậm chí cái lúc mà bị đạp xuống thị trường nó trong cái dây bán từ 1230 này này đó, bán xuống thấp nhất là 1219 thì những cái cổ phiếu đã giảm nhiều trước đó nó vẫn đi ngang thôi, nó không hề giảm. Điều này là nó củng cố cái việc giả sử VN Index nó về 1180 thì cái nhóm cổ phiếu này nó cũng chỉ giảm thêm một nhịp nữa, giảm cái nhịp này không 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 lớn đó. Nếu mà đã giảm sâu thì nó chỉ giảm thêm một nhịp nữa, thì giảm xong cái nhịp này chắc chắn nó tạo đáy thì nó sẽ hồi rất rất là mạnh. Đó. Trước câu hỏi phiên hôm qua liệu có bull trap hay không? Đó. Bull trap hay không? Tức là lên rồi giảm lại hay không? Chúng ta xét đến cái nhóm tăng mạnh này này. Đó. Và cái nhóm chưa giảm này này. Đó. Hai cái nhóm này nó đang là cái áp lực rất là lớn, đang là áp lực rất là lớn. Thành ra cái nhóm này có giảm lại hay không không cần biết, chỉ biết là khó tăng rồi đó. Khó tăng rồi đó. Cái thứ hai là cái dòng tiền vô cái nhóm này, đang kẹt đạn, tức là những người đang giữ cái nhóm cổ phiếu này, đang đang kẹt đạn, rồi cái nhu cầu hạ margin ở nhóm này. Nhóm này vẫn còn margin này. Nhu cầu margin nữa. Thì ba cái này cái nhóm tăng mạnh này, cái nhóm chưa giảm này vẫn gặp áp lực rất lớn. Trong cái nhóm tăng mạnh này này không, nó có cái gì? Giá cổ phiếu
cổ phiếu này à. Nó vượt xa giá trị, vượt xa giá trị. Giá cổ phiếu vượt xa giá trị, hay nói cách khác là nó đang ảo, nó không bao gồm ban này nhé, hai cái nhóm này vượt xa giá trị. Thì trong này một số cổ phiếu thôi, một số cũng rất là nhiều đó. Rất là nhiều. Thì thị trường á, hiện nay đó nó vẫn là cái chủ đề của cái trả điểm này, chủ đề trả điểm đó. Chúng ta nhìn sang cái thị trường Mỹ ấy, chúng ta thấy cái nhóm tăng mạnh nữa nè, cái nhóm tăng mạnh trong đó có một phần trong này, một phần trong này đó. Đó. Thì giống như tôi nói hôm bữa đó, thì chúng ta thấy nè, nó có một cái cây bán tháo. Và nếu chúng ta vẽ một cái đường ngang này, chúng ta thấy này đó. Đó. Rồi cái line này đó, chúng ta thấy thì cái nhóm công nghệ đó. Tức là thị trường công nghệ đó, nó gãy khỏi cái 19.500 điểm. Dùng cái lại cái bộ khung này, này. Đó. Nó gãy. Thời gian tăng của nó rất là nóng, không? Là thấy tăng rất là nóng. Nó thấy tăng rất là nóng. Và khả năng là nó đảo chiều. Đảo chiều. Cái cây bán tháo hôm qua là rất là mạnh. Rất là mạnh. Mạnh hơn cái cây bán tháo này. Cây bán tháo này là một cây bán tháo dấu hiệu đầu tiên của thoái trào. Và cái cây bán tháo này, cây vỡ hòa. Chúng ta thấy cái mặt zin nhà đầu tư vào cái nhóm công nghệ này nè đang gặp áp lực rất là lớn, nên gãy cái cây này là bình thường. Chúng ta chuyển sang đây, chúng ta thấy đó, nó có một cái sự tương đồng với các cái nhóm cổ phiếu đó, các cái nhóm cổ phiếu tương đồng về mặt tăng giá trong đợt vừa rồi, thì có một số cổ phiếu như vậy thì nó sẽ gặp áp lực lớn lên cái này đó. Và cái margin này, dòng tiền kẹt đạn này, thì ở đây nó kết luận một cái câu như thế nào đó. Thì chúng ta sẽ thấy, tôi làm vậy để cho chậm chạp nhưng mà nó rõ hơn để mọi người có thể hiểu được bản chất không. Tức là nhà đầu tư mà vô sau thiệt hại là vô cùng lớn. Đó. Thì tóm lại là trên thị trường chứng khoán nó còn tồn tại cái nhóm này, cái tác động này.
nên nó còn ảnh hưởng đến VN-Index. Thì quay trở lại cái chuyện tôi nói, nó phải có nguyên nhân của nó. Và chúng ta thấy chỉ số VN-Index nó phục hồi từ đây. Bây giờ chúng ta lại nói ba cái đường đại này. Chúng ta thấy chỉ số VN-Index nó phục hồi từ đây. Từ đây nó phục hồi lên đây. Lên đây. Đó. Thì cái chỉ số này này, chỉ số VN-Index này này, nó chủ yếu nó đóng góp bởi đây, trong cái vùng này. Vùng này. Trong cái vùng này. Thì tất nhiên ở đây nó sẽ trả điểm. Thì trong khi nhóm còn lại á, cái nhóm còn lại á, ví dụ như tôi cho chỉ số nó nằm đây đi, bắt đầu từ đây đi, bắt đầu từ đây, thì cái nhóm còn lại nó đi xuống, nó đi xuống, đâu rồi, ở đây nó đi xuống, nó đi xuống, đó. Thì cái thị trường vừa rồi ấy, nó có hai cái phần như này. Và cái này ấy, nó chỉ là khoảng là hơn 10% thôi. Hơn 10% dồn đây. 90% cổ phiếu đi ngang với đi xuống như thế này. Thì khi mà chỉ số mà đạt ở đây đó, đạt ở đây đó, thì nhiều cái cổ phiếu nó nằm dưới này rồi. Nhiều cổ phiếu nằm dưới này rồi. Nên bây giờ cái nhóm này này, cái nhóm này, nó trả điểm, nó trả điểm, nhóm này nó trả điểm, đó. Thì nó tác động đến cái đoạn chỉ số này, cái đoạn chỉ số này, đó. Thành ra tôi mới nói là cái và VN-Index trong cái trường hợp mà trong cái trường hợp dự phòng. Dự phòng có nghĩa là chúng ta kiểm soát cái hành vi giao dịch mua bán của mình, chúng ta kiểm soát cái tỷ lệ nắm giữ của mình, chúng ta kiểm soát kỹ thuật, kỹ năng trading của mình, vân vân, để làm sao có lợi cho người mình nhất. Trong trường hợp xấu nhất mình đi nó về 1180, còn thật chất nó về hay không thì đâu có quan trọng. Thị trường bây giờ nó đang ở cái tình cảnh này. Đó. Thị trường nó giống như là hai thái cực vậy đó. Hai thái cực. Một số cổ phiếu tăng, còn phần lớn còn lại là giảm. Và nó đang cái xu thế đó. Thì mỗi cái cổ phiếu nó có cái giá trị của nó. Nó giảm đến mức nào đó thì nó không giảm nữa. Nó đi ngang thôi. Trường hợp thị trường xấu và đi ngang. Hoặc nó giảm nhấn thêm một chút nữa. Đó, nhấn thêm một chút nữa. Đó.
có cổ phiếu các bạn chồng lên cái VN Index, có cổ phiếu các bạn lấy cổ phiếu các bạn chồng lên VN Index. Thì ở đây tôi không có chồng lên, tại vì tôi lấy cổ phiếu nào đó tôi chồng lên thì nhiều khi các bạn nghĩ tôi PR cổ phiếu đó. Đó. Nhưng bây giờ tôi vẽ đơn giản. Ví dụ VN Index lên nằm ở đây. VN Index nằm ở đây. Nó đang cái xu hướng giảm, nó nằm ở đây. Đó. Một cái giá cổ phiếu nào đó, không, giá cổ phiếu nào đó nó về đây, nó đi ngang. Nó tương đương này. Cái cổ phiếu đó nó đi ngang. Đi ngang vậy đó, đi ngang khơi khơi vậy đó. Và nên đã tiếp tục giảm. Và nên đã tiếp tục giảm về đây. Thì cái cổ phiếu này nó đi ngang. Đó. Thời gian tương ứng. Đó. Nó đi ngang. Nó không giảm nữa. Thì trong cái đáy này nè, trong cái đáy sắp tới nó tạo đáy này nè, sắp tới nó tạo đáy, có thể là 1.200 không, hoặc là 1080 là trong trường hợp xấu nhất. Thì cái 1080 này là dự phòng trong trường hợp xấu nhất. Nếu tại 1080 này mà có cái sự thay đổi lớn thì chúng ta cũng thay đổi lớn, thế thôi. Nhiều người cho rằng là cái VN Index này là nó về 1.200. Thì VN Index giảm tiếp nhưng mà cổ phiếu này nó đi ngang. Đó. Cổ phiếu này nó đi ngang. Tại vì nó giảm quá sâu rồi. Đó. Thì nó liên quan tới nhiều vấn đề của một cổ phiếu. Đó. Thì khi VN Index hồi phục thì nó hồi phục. Đó. Thậm chí nó hồi phục trước VN Index. Nó hồi phục còn mạnh hơn, nó hồi phục còn thẳng đứng hơn. Đó kiểu như thế. Cái điều quan trọng cái này là nhiều cổ phiếu nó giảm tới đây. Nó giảm theo VN Index tới đây. Nhưng mà khi VN Index hồi phục thì nó hồi phục cái kiểu này. Nhiều cổ phiếu này, nó hồi phục cái kiểu này. Đó. Nó hồi phục rất chậm. Rất chậm. Đối với một cái đáy của thị trường mà nó lớn thì chúng ta trung tâm của nó là gì? Cái trung tâm của nó là gì? Là rủi ro. Là rủi ro. Trung tâm của nó là rủi ro. Đó. Tất cả mọi thứ đều phải nằm trong kiểm soát rủi ro hết. Thì khi mà nó tạo đáy, chúng ta bắt đáy thì làm sao bắt với một cái rủi ro thấp nhất. Đó. Bắt đáy này bằng với rủi ro thấp nhất. Thấp nhất. Đó. Bằng rủi ro thấp nhất. Thế để mà có cái rủi ro thấp nhất như thế này thì chúng ta lại tiếp tục phải am hiểu cổ phiếu. Đúng không? Ta phải am hiểu cổ phiếu. Am hiểu.
từng cổ phiếu. Đó, chúng ta phải am hiểu từng cổ phiếu. Thành ra đó, trong cái đợt này thị trường giảm thì có thể nó không giảm nhiều, cùng lắm thì về 1180 đó, nó về 1180. Nó về 1180 thì chúng ta thấy này, chúng ta thấy những cái điểm tích lũy lớn của VN Index, đúng không? Chúng ta thấy những cái điểm tích lũy lớn của VN Index là, nói như nhiều bạn đúng đó, VN Index đang trong cái giai đoạn uptrend đó. Trong cái giai đoạn uptrend, chúng ta thấy trong cái giai đoạn uptrend đó, tương đối thôi. Đó, nó đang trong cái giai đoạn uptrend. Cái đường này có thể hiểu là trong ngắn hạn, ngắn ở đây là tính bằng năm đó, của VN Index. Chúng ta hiểu cái đường này chúng ta tương đối, nó tự vẽ nó tương đối thôi, thì nó vẫn uptrend cho đến 2026 hoặc 2027 đó, nó vẫn uptrend như thế. Và một cú điều chỉnh nó về gần cái đường này, nó về cái đường này đó. Để cho nó về tới đây thì nó không kéo tới đây nè, nó không kéo dài tới đây đó, 8 tháng 9 gì đó, đó. Một cú điều chỉnh thì chúng ta thấy nó vẫn điều chỉnh ở trong cái vùng uptrend đó, trong cái vùng thị trường đi lên. Bây giờ thị trường đi lên, nếu chúng ta xét về cái yếu tố thứ nhất, đó là về vĩ mô. Vĩ mô thì hiện không? Cái tỷ giá nó không xuống rồi. Cái vĩ mô trong cái năm 2024 này tác động lớn nhất là gì? Là mọi có tỷ giá thôi, còn mọi thứ đang rất là tốt. Mọi từ cái tỷ giá này mình nó mới đẻ ra nhiều việc, nhiều thứ đó, chứ không có gì hết đó. Nó tác động rất lớn đến thị trường. Còn đối với thị trường chứng khoán đó, thì nó bị cái nạn đó là gì? Nhà đầu tư nước ngoài tháo chạy đó. Cái này đó, tức là gì? Chúng ta thấy cái trung tâm của VN Index trong năm 2024 này là cái này. Bây giờ các bạn thấy 62.000 tỷ bán ròng, 62.000 tỷ bán ròng đó. Bây giờ các bạn lập một cái câu hỏi ngược lại đi, nhà đầu tư nước ngoài đừng bán ròng 62.000 tỷ này, đừng có bán ròng, thì VN Index bây giờ nó bao nhiêu, đúng không? VN Index bây giờ nó bao nhiêu? Đó. Chúng ta thấy
bây giờ nó cũng phải, nếu mà nhà đầu tư nước ngoài không bán ròng thì bây giờ nó cũng mấp mé ở cái vùng này, cái vùng này chứ không ít đâu, đúng không? Như vậy bây giờ tôi nói ở đây một chút xíu này để cho chúng ta hiểu. Cái năm 2023 VN Index nó đi như thế này, đúng không? Nó đi thế này, nó là một cái uptrend nhẹ. Và chúng ta thấy năm ngoái đó, tăng trưởng toàn thị trường tương đối kém, tương đối kém, đâu đó nó khoảng 9% gì đó. Đó. Nhưng mà năm nay chúng ta thấy này, cái tốc độ tăng định giá của VN Index, bây giờ tôi bỏ cái này đi ha. Cái tốc độ tăng định giá của VN Index nó nằm ở đây. Đó. Tức là sao? Đây là một cái trục cơ sở của VN Index và tôi lấy cạnh dưới. Thay vì lấy trung bình nữa này, nó lấy cạnh dưới, lấy trái trung bình lại đây, bây giờ lấy cạnh dưới à, cái này là nó quá một tí thôi nhưng mà nó trở lại cái bình thường à. Cái năm 2023 là thị trường nó tăng trưởng tương đối chậm, định giá về VN Index tương đối chậm, có thể gọi đây là cái trục trung tâm của định giá của VN Index. Chúng ta thấy nó chậm. Sang năm 2024 này thì chúng ta thấy cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trên toàn thị trường mạnh hơn. Và hồi đầu năm đó thì tôi nói nó khoảng tăng khoảng 17 tới 18%. Đó, tốc độ tăng trưởng của thị trường. Đó. Thì chúng ta thấy chúng ta đem chúng ta chiết khấu đi, chúng ta lấy khoảng 15% thôi. Đó thì nó nằm ở cái mức giá VN Index cuối năm là 1360. Cái này là cái định giá của thị trường trong cái trường hợp nó hợp lý thôi. Và cái định giá này là cho chúng ta nhìn một cái bức tranh nó tương đối, nó tổng quát. Thì trong năm 2023, giả sử chúng ta xem đây là cái định giá đúng thì nó có hai cái điểm này, nó có hai cái điểm. Cái điểm này là cái gì, là cơ hội, là cái cơ hội trading, trading gọi là bắt đáy đó. Trading lớn, trading lớn. Đó. Và chúng ta thấy ở đây có cái điểm trading lớn nữa. Dùng từ trading thôi, không dùng từ bắt đáy. Chúng ta hiểu được cái bản chất thị trường nó như thế nào. Cái tốc độ tăng trưởng của thị trường năm nay nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên nó bị cái gì? Nó bị cái gì nó lôi xuống này. Cái này nó bị cái lôi xuống. Nó lôi xuống. Cái nó lôi cái này xuống. Nó lôi xuống. Nó lôi xuống này thì nãy tôi nói rồi đó. Tôi nhắc lại cho anh em hiểu là thứ nhất là trung tâm tỷ giá. Cái tỷ giá nó tác động đến mọi thứ. Thứ hai là ròng, bán ròng đó, 62.000 tỷ.
cái này này. Đó. Cái này nó lôi cái nó kéo cái VN Index xuống. Nó kéo VN Index xuống. Đó. Nó kéo VN Index xuống. Thành ra cái trục của nó, chúng ta nối các cái đáy với nhau này, chúng ta thấy này, cái trục của nó vẫn không đổi. Vẫn không đổi về cái việc định giá VN Index. Tại sao những cái ngày đầu tiên giao dịch thị trường mà hồi đó tôi nhớ là xếp hàng đó, chúng ta thấy cái cái VN Index đó nó có 100 điểm mà. 100. Đó. Bây giờ nó ngàn hai. Đó, 24, 25 năm mà nó ngàn hai. Đó. Cái này nó lôi cái này xuống. Lôi xuống. Thì khi nó lôi xuống như vậy á, vì sao nó lại kéo mọi thứ nó xấu đi? Tức là nó do cái này nè. Do cái này. Này. Đó. Nó diễn ra nhanh quá. À, thứ nhất nó nhanh quá. Thứ hai là bù đắp dòng tiền không kịp. À, bù đắp cái dòng tiền không kịp. Không kịp. Đó. Nhanh quá, nó diễn nhanh ra nhanh quá. Và cái bù đắp cái dòng tiền này không kịp. Nó buộc và nên đã phải giảm. Phải giảm. Đó. Tại đây chúng ta thấy chúng ta thấy đó, chúng ta thấy có một cái điểm trading lớn. Dùng từ trading chứ không dùng từ bắt đáy. Đó, có cái điểm trading lớn này. Đó. Đó. Trong năm 2024. Đó. Và có thể trong đợt này, ví dụ bây giờ nó về 1180 đi, 2002 đi, đó. Đây, tôi để sẵn đây. Thì chúng ta sẽ thấy có một cái trading lớn nữa, nó nằm ở vùng này. Phích ở vùng này. Thì sau khi nó tạo đáy xong, nó cũng như năm ngoái, rất có thể nó bước vào cái chu kỳ này. Cái chu kỳ này. Đó. Bây giờ tôi bỏ, tôi đổi cái này sang màu trắng đi ha. Đó, rồi. Nó bước vào cái chu kỳ này. Thì chúng ta thấy giả sử, giả sử tôi vẽ một cách nó tương đối ha. Tương đối. Giả sử như VN Index giờ nó về đây. Đó. Giờ đây. Đó. Nó giảm về ngàn hai. Giảm về ngàn hai. Thì định giá nó nằm ở đây. Cái trường hợp này mình nói định giá đó, chứ nó không có đúng. Thì nó sẽ có cây tăng này, cái sóng tăng này. Cái sóng tăng này nó đến đầu năm sau, vào quý 1 năm sau. Đó. Bỏ này đi. Đó. Bỏ này đi. Thì cái tạo đáy đợt này nè, có thể nó còn có cây tăng giống như này. Và chúng ta bê cái tăng này qua. Đó. Chúng ta bê cây tăng này qua. Đó. Đó. Cơ sở nào để
sau khi nó tích lũy xong thì nó có cái tăng như thế này. Đó, cái tăng như thế này. Cơ sở nào để có? Thì chúng ta thấy vĩ mô năm nay là tăng trưởng là gần 7%. Tức là chúng ta sẽ đạt được cái mục đích rất lớn. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong năm 2023 này này, tức là quy mô tín dụng á, nó hẹp. Nhưng mà trong năm nay cái quy mô tín dụng là gần như sẽ vượt. Gần như sẽ vượt. Tại vì tăng trưởng tín dụng đến bây giờ là nó đi hơn nữa rồi. Hơn nữa. À, nó đi cũng gần gần nữa chứ nhầm. Nó đi gần gần nữa rồi. Mà thông thường 6 tháng đầu năm thì cái tín dụng trong nền kinh tế nó yếu. Nhưng mà năm nay 6 tháng đầu năm tín dụng trong nền kinh tế nó mạnh. Nó chỉ cần cái này này. Đó. Nó chỉ cần cái này. Chúng ta lưu ý thì cái quy mô tín dụng nó sẽ lên rất là mạnh. Thế chúng ta thấy cái lãi suất đô la đi xuống. Lãi suất đô la đi xuống. Trong đó chúng ta thấy có hai lần giảm lãi suất. Thì cái tỷ giá nó sẽ tốt lên. Tỷ giá Việt Nam đồng nó sẽ tốt lên. Thì lúc này cái quy mô tín dụng nó sẽ mạnh hơn. Nó sẽ mạnh hơn. Đó. Thì trong cái VN Index lớn thì chúng ta nhìn thấy cái này. Nhìn thấy cái này. Đó. Thì do đó đó, trong cái đợt này thì nó sẽ tạo một cái nền nó đi lên. Và chúng ta là những nhà đầu tư, các bạn xem YouTube, các bạn phải hiểu được bản chất của thị trường. Nó biến thiên chứ không phải là thiên tài ngồi nhận định. Thì thành ra chúng ta sẽ thấy, chúng ta chia ra hai mặt. Cái này là hiện tại. Và chúng ta đang đứng ở hiện tại. Chúng ta đang đứng ở hiện tại. Chúng ta nhìn về tương lai. Thì chúng ta đứng tại đây. Đó. Bây giờ chúng ta đứng tại đây. Đó. Đó. Chúng ta nhìn về tương lai này. Chúng ta nhìn về tương lai. Thế tại ngay thời điểm tương lai này. Chúng ta cũng gì? Chúng ta cũng nhìn về tương lai. À. Đúng không? Chúng ta cũng nhìn về tương lai. Thế tại cái thời điểm tương lai này. Đó. Chúng ta cũng nhìn về tương lai. Đó. Nhìn về tương lai. Thế biến cố của thị trường nó xảy ra thế nào? Đó. Ví dụ tại thời điểm này. Tại thời điểm này. Nó xảy ra cái sự kiện trọng yếu lớn, đúng không? Sự kiện trọng yếu lớn thì thị trường chứng khoán nó là tương lai mà. Nếu cái sự kiện nó tốt thì nó theo chiều hướng này, theo chiều hướng cái cây màu xanh này. Nhưng mà nếu nó xảy ra cái chiều hướng nó quá xấu đi thì chúng ta sẽ bẻ cái này về lại. Tức là, ví dụ chúng ta đứng tại đây, thì chúng ta sẽ bẻ cây màu xanh này. Đứng tại đây, đứng tại đây, đó. Thì thành cái cây màu đỏ. Thành cây màu đỏ thôi. Chứ không có gì hết. Đúng không? Đó. Tức là, ở cái thì tương lai này nè, rất nhiều cái tác động vào hiện tại. Thành ra khi đầu tư chúng ta phải
hiểu được cái bản chất của thị trường. Nó như vậy để trong mọi trường hợp chúng ta đều có cái ứng phó. Bây giờ tôi lấy ví dụ. Tôi lấy ví dụ. Nhà đầu tư nước ngoài, đúng không? Bây giờ nó tạo đáy, nó hồi phục này. Đó. Nhà đầu tư nước ngoài lại giả thêm. Ví dụ hồi phục tới đây thôi. Hồi phục tới đây. Tại điểm này. Đó. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nữa. Ngày tương lai nhìn về. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giả thêm. 62.000 tỷ nữa. Đó. Thì kiểu gì nó trả luôn về. Tại vì trong ngắn hạn mà bơm thị trường bị hút tiền với một lượng lớn như thế này thì nó chịu không nổi, nó sẽ gãy. Có khi lúc đó, có khi lúc đó nó gãy tuột tuột nó về dưới này. Đó. Chuyện đó đâu biết được. Hay là bây giờ họ không có bán ròng nữa mà họ chuyển sang họ mua ròng. Ví dụ họ mua ròng 30.000 tỷ chẳng hạn. Chuyển sang mua ròng 30.000 tỷ. Cái này, cái lúc này cái VN Index nó sẽ đi theo hướng khác. Đó. Ví dụ số 2. Tại ngay thời điểm này, ông Fed ông ấy đem ông ấy tăng lãi suất. Fed tăng lãi suất. Đó. Fed đem tăng mẹ lãi suất. Thì chúng ta cứ nhận định mình index lên 1.400 à? Không. Chúng ta bẻ cây này liền. Bẻ cây này liền. Và chúng ta vẽ lại cây mới. Chúng ta bẻ cây này liền. Chúng ta vẽ lại cây mới. Đó. Vẽ lại cây mới ngay. Đó. Tại cái nơi thời gian bắt đầu này nè. Tại cái nơi thời gian bắt đầu này nó tồn tại không, nửa sống nửa chết. Đó, nửa sống nửa chết. Đó. Bên này sống bên này chết. Đó. Tại cái điểm giao nhau là nửa sống nửa chết. Đó. Một cái thay đổi ở đây thì ngoài vũ trụ kia nó cũng thay đổi. Đó, chúng ta thấy. Thì đây là cái điểm bắt đầu. Cái điểm bắt đầu. Đó. Tại cái điểm này này. Đó. Cái này tôi gọi đó là chúng ta phải. Ta phải làm gì? Ta phải chiết khấu cái trọng yếu. Đó. Chiết khấu. Trọng yếu. Chúng ta phải tại cái điểm tồn tại cái giữa cái sự sống và cái chết, chúng ta chiết khấu cái trọng yếu vào. Thì khi chúng ta chiết khấu, nó có hai thứ, đúng không? Hai thứ đó là định lượng và định tính. Thì thông thường á, con người á, không, 99% tại cái điểm này chỉ là định tính chứ không có định lượng được. Chúng ta biết được chúng ta không ăn được hoặc khó ăn được thì chúng ta co cụm lại. Đó. Thì thường á, nhà đầu tư mắc sai lầm chỗ này. Sai lầm chỗ này.
là gì? Tất cả là do một thứ đó, đó là cái ý chí của mình. Tức là để cái ý chí cá nhân của mình, cái ý chí cá nhân, ý chí cá nhân. Đây là cái gì? Cái này nó là cái gì? Cái ý chí cá nhân. Cái này nó là cái này tôi gọi nó là trung tâm của sai lầm. Đó. Trung tâm sai lầm nằm ở đây. Thế thôi chứ có gì đâu. Trung tâm sai lầm. Bởi vậy, trong cái nghề cổ phiếu này, một cái nguyên tắc quan trọng nhất, trong một trong những nguyên tắc quan trọng nhất là loại cái ý chí cá nhân của mình ra khỏi thị trường. Ra hoàn toàn ra khỏi luôn. Càng xa càng tốt. Nên tôi thấy. Thì khi các bạn xem cái video YouTube tôi nói về thị trường chứng khoán, nói về đầu tư như thế này, đó. Các bạn thấy có bao giờ tôi phân tích biểu đồ hỗ trợ kỹ thuật về kháng cự kháng kiết gì không? Không bao giờ. Tại vì trong bộ não của tôi đó là thị trường chứng khoán vận hành theo định giá. Cái đó là cái thứ nhất. Thị trường chứng khoán vận hành theo tương lai. Tức là gì? Tương lai nó tác động rất lớn đến hiện tại. Cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, thị trường chứng khoán nó vận hành theo sự kiện trọng yếu. Cái thứ tư là gì? Thị trường chứng khoán nó vận hành theo dòng tiền. Ba cái đó, có cái có trong biểu đồ, có cái không có. Thế để mô tả đúng cái thị trường chứng khoán thì phải mô tả đúng những cái tôi vừa nói. Thế biểu đồ nó không làm được việc đó. Biểu đồ nó chỉ thông qua giá và khối lượng. Biểu đồ nó không biết thông tin. Nó không biết sự kiện trọng yếu. Bản thân thị trường chứng khoán nó vận hành, nó có hai mặt như thế. Còn trong ngắn hạn, nó sẽ biến động rất lớn do cấu trúc dòng tiền trên thị trường. Trong đó, cái sự kiện trọng yếu nó tác động rất là lớn. Đó. Thành ra, có thể các bạn đầu tư trên thị trường chứng khoán, các bạn xem rất nhiều cái video, xem đủ thứ đủ kiểu hết, nhưng mà không bao giờ các bạn thấy nói về thị trường chứng khoán như tôi nói cả. Không bao giờ các bạn thấy. Không nói. Tôi giống như là một con người sinh ra lớn lên ở thị trường chứng khoán. Từ tuổi còn rất trẻ là đã vô đây rồi. Với một cái tâm thế của nhà đầu tư, lề đường xó chợ thôi. Chứ các bạn đừng có nghĩ gì. Tôi không làm việc cho ai, cũng không có chỗ này, chỗ kia.
cứ đầu tư thôi. Không chức vị, không chức tước, không gì cả. Không liên minh, không liên kết. Đó thì các bạn hiểu như vậy. Thì đối với thị trường bây giờ các bạn thấy đó, nó còn những cái biến như này rồi ha. Rồi, chúc các bạn giao dịch thành công.